Người nhân văn nhân hậu lắm. Người nhân văn chân thành nhiều. Mẹ dặn mai sau khôn lớn, chọn người nhân văn mà yêu. À, đó là cái phần chào đầu đó thì các bạn. À, bởi vì cái đội hiền khô mà, cho nên bốn cái người này ra giới thiệu một cách rất là nhẹ nhàng, hiền lành, dễ thương. Nhưng mà anh nghe lặp đi lặp lại cái từ nhân văn rất là nhiều. Vậy thì các em đến từ đâu? À, nhóm Hiền Khô bao gồm 4 bạn đều đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. À, thì ra là như vậy. Cho nên là các bạn ấy hay dùng cái từ nhân văn cho cái phần giới thiệu của mình. Rồi, giới thiệu từ thành viên 1. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa, em là Trịnh Hoàng Đăng Khô. Dạ, năm 4 gần ra trường. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa, em tên là Nguyễn Thị Phượng, cũng là sinh viên năm 4. Em là hiền nhất trong nhóm. À, cái nhóm Hiền Khô này đây là hiền nhất á hả? Dạ. Thường mấy cái người mà hiền thiệt á, không ai tự nhận mình hiền nhất hết trơn á. Tiếp. Em tên là Bùi Xuân Quỳnh, đại học năm 2. À, dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Hương ạ. Dạ, em cũng năm 2 ạ. Năm 2 luôn, ủa rồi hai. Hai em năm 2 mà sao chơi với hai anh chị năm 4 vậy? Dạ, giúp đỡ nhau cùng phát triển anh ơi. Giúp đỡ nhau cùng tiến đúng không? Dạ. Mà trong trường mình có hay chơi chung với nhau luôn không? Dạ, dạ có. Và tiếp theo xin được giới thiệu với quý vị khán giả đội chơi của ngày hôm nay, đội chơi thứ hai, đội lạ lắm. Chiến tốn bài hót gian trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương. Ai nói cô đơn? Ai nói cô đơn? Ai nói cô đơn ạ? Nếu các bạn thật tâm muốn biết thì chúng tôi đây, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Chúng tôi là nhóm lạ lắm. Mới ra thấy lạ rồi, nghe không? Thấy trang phục bên đây nó khác hẳn nhau vậy đó. Là thấy lạ rồi đó. Rồi lạ nhất cái vụ là ra diễn có quên cổng nữa. Giờ hỏi thăm nè, lạ lắm đến từ đâu? Dạ, tụi em là những sinh viên đến từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Học năm thứ mấy rồi mấy em? Dạ, tụi em học năm 3 rồi ạ. 4 đứa là đại học hết hay sao? Dạ, đúng rồi. Rồi, từng người giới thiệu cho anh nghe. Mình là Hoàng Thịnh. Mình tên là Mỹ Tiên. Còn mình là Thành Trung. Còn mình là Leo Bảo. Mình cũng đến từ lớp K2C của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. À, tức là bốn em học chung lớp với nhau luôn. Dạ. À, đó, hôm nay sinh viên của trường Nhân văn, sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh, chúng ta cùng giao lưu, chúng ta cùng thi với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai đội trưởng của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ được chào đón nghệ sĩ Tiết Cương. Nó nghe nè, tự nhiên sao tự nhiên Tiết Cương bữa nay ra mà đi mà dịu vậy? Đi theo kiểu hoa hậu á. Không phải, bình thường anh khác anh Cương ơi. Tại vì cái đội của tôi có tên là đội Hiền Khô á, à. Cho nên cái mặt tôi phải hiền. Anh ơi, anh càng diễn cái mặt hiền nhìn nó càng ác đó anh. Sao vậy? Không thà cứ để mặt tự nhiên bình cái thường. Cái mặt thì hiền mà không? Mắt thì ác không? Đó, nó nghe nè anh ơi, bốn đứa em của anh nó hiền thiệt. Vậy hả? Học khoa học sâu nhân văn, cho nên là em cần của anh là một cái người mà dày dạn kinh nghiệm bản lĩnh để ra mà vực tinh thần các em, nó lôi kéo sốc mấy em nó lên được. Mà công nhận thấy tôi hay không? Tôi ra đây cái vô đúng đội liền, tại vì cái đội tôi ăn mặc á nó nhu mì, nó dễ thương, nó hiền khô. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với đội trưởng của đội lạ lắm, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Trời ơi, đội mình nó cũng chim cò thiệt chứ. Đội nghệ sĩ mà. Thấy không? Người ta nghệ sĩ có tuổi, người ta rất là trang nhã, nền nã. Thấy không? Trắng tinh khôi. Được chưa? Vậy vừa ý anh không anh Tiết Cương? Không, mà bữa nay Cát Tường mặc bộ đồ này mình nhớ tới một bài hát xưa rất là hay. Bài gì anh? Tuổi 13. Anh hát thử xem. Trời hôm nay mưa nhiều hay giật nắng, mưa tôi trở về bong bóng vỡ đầy sân. Đúng rồi. Bữa nay mình đứng hai phe như thế này là mình hiểu mình là hai đội rồi. Nè anh Tiết Cương, nếu như bữa nay mà anh nhường cho em á nha, em trả lời chậm hơn anh. Đúng không mọi người? Mới ra thôi mà thấy cái bộ hai đội trưởng là coi như là khẩu chiến với nhau dữ quá. Nhưng hai đội trưởng hãy yên tâm, bởi vì bên cạnh đội trưởng còn có những đội viên đều là những bạn trẻ trung dễ thương. Bên đây là các bạn học khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức sâu rộng. Còn bên đây? Bên đây hả? Văn hóa nghệ thuật, trí tưởng tượng phong phú. Hả? Sáng tạo tuyệt đỉnh. Hiểu hả? Cho nên thật ra là mỗi đội sẽ có một màu sắc khác nhau. Ông nói vậy là ông coi thường nghệ thuật phải không? Không, trước sau vậy đội của tường cũng bị núi đè. Để coi
để coi sao nha. Các bạn thân mến, hôm nay đến đây thì chúng ta sẽ trải qua 3 vòng thi. Các bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Nếu như biết cái đáp án nào là chắc chắn 100% là đúng, vội vàng nhường cái chỗ đó, đẩy đội trưởng vô trước cho nó an toàn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như đội nào mà bảo vệ được người đội trưởng qua tới vòng thứ 2 thì đội đó sẽ được cộng thêm 10 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với vòng thi đầu tiên của chương trình hôm nay. Chọn đâu cho đúng, chiến thắng hay ra về tay trắng? Quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt ở vòng đầu tiên. Vòng này có tên là Đâu Mới Đúng. Và tổng giá trị giải thưởng cho vòng 1 lên đến 50 triệu đồng. Tôi muốn hỏi hai đội, đội nào xung phong thì trước? Thế Cường đi trước đi. Là lịch sử phương Tây có câu là Lady First, đội trưởng nữ, mình ưu tiên cho đội Cát Tường. Đó là lịch sử phương Tây. Còn mình ở phương ta là đàn ông là phải đi trước, mở đường. Tôi thi trước cho, đội tôi thi trước. Mời đội Hiền Khô. Đội Hiền Khô đã vào vị trí. Ở đây chúng ta nhìn thấy có tất cả là 5 cái két sắt, đúng không? Ở mỗi cái két sắt nó sẽ hiển thị một cái đáp án của chương trình. Các bạn sẽ phải đứng vào ít nhất là 3 vị trí. Câu đầu tiên là 1 triệu nha. Mời đáp án của chương trình. Việt Nam. Nam Phi. Nam Phi. Ấn Độ. Brazil. Venezuela. Mời mọi người quay lại phía sau. Câu hỏi: theo Pricestyle của Anh, quốc gia nào nằm trong top 5 phụ nữ đẹp nhất thế giới công bố năm 2019? Quay lại. Venezuela. Ba nước không? Venezuela là chắc chắn. Em nghĩ là Venezuela. Em nghĩ là Ấn Độ đã đưa Việt Nam luôn. Vậy thì có Việt Nam, Ấn Độ với Venezuela. Bây giờ là còn Nam Phi với lại Brazil. Nhanh lên, còn 10 giây, 10 giây. Vô dạ. anh qua Venezuela. Thôi, anh vô Việt Nam. Em qua Venezuela. Nhanh lên. Vô. Gì vậy? Các bạn chọn 3 vị trí Venezuela, Ấn Độ và Việt Nam. Ở đây chưa biết kết quả như thế nào. Anh Tiết Cương chọn Việt Nam. Đúng, mình yêu nước. Chúng ta là người Việt Nam, yêu nước đúng không? Nếu như anh biết 100% thì anh chọn vị trí đó, ok. Đúng. Nhưng mà nếu như mình vẫn còn một chút gì đó lưỡng lự mà mình đứng vào vị trí đó thì xem như mình đang mạo hiểm 10 triệu đồng của các bạn nha. Tại sao anh chắc chắn là Việt Nam? Đơn giản bởi vì người ta hỏi là người phụ nữ đẹp ở đâu, là tôi nghĩ là phụ nữ ở Việt Nam là đẹp nhất. Tôi chỉ nhìn vô nhan sắc của Lê Giang thôi là người phụ nữ Việt Nam là đẹp nhất. Các em thân mến, nếu như hôm nay các em mất đi 10 triệu bởi vì mất đi người đội trưởng của mình thì các em cũng đừng buồn nha. Dầu sao thì anh ấy cũng đang tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn anh. Bé đứng ở Ấn Độ vì sao chọn đáp án này? Tại vì em nghĩ là Ấn Độ có nhiều người đẹp. Của người phụ nữ Ấn Độ nó có một cái vẻ đẹp riêng. Cho nên Ấn Độ thì có hy vọng là đúng đó. Còn Venezuela một cường quốc của nhan sắc, cho nên các em chọn vị trí này đúng không? Nếu các em chọn vị trí này, tại sao nãy không bằng màu giá lôi kéo anh đội trưởng qua đây cho nó an toàn? Dạ, em có nói rồi mà, anh Tí Cường cứ bắt buộc là phải tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam. Đội trưởng, cho nên là đôi khi người ta có cái quyền hạn riêng của người ta, mình nói không được phải không? Nhưng mà để coi, nếu như Việt Nam là đáp án đúng thì đó là một cái điều quá tuyệt vời, bởi vì đội của các bạn sẽ không bị mất đi 10 triệu ngay từ câu đầu tiên. Thôi mà, đừng có gây mà chia rẽ đoàn kết nội bộ. Anh Cương, anh hết sức bình tĩnh, anh đừng vì cái lửng tửng của anh mà làm mất tiền của thiên hạ nha. Không, Việt Nam mà nhan sắc số 1 rồi. Anh phải ví như là Cát Tường, sao anh lại ví như Lê Giang? Trời ơi, bây giờ Đại Nghĩa sẽ công bố đáp án số 2 là Nam Phi. Đáp án mà không ai chọn hết nha. Mọi người quên sao trong những cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàng Vũ đã từng có rất nhiều những người đẹp Nam Phi đăng quang. Tiết Cường, em nó lo lắng cho anh quá, Tiết Cường.
và trong top 5, Nam Phi xếp thứ 4. Tiếp theo, anh sẽ công bố đáp án Ấn Độ và Venezuela. Ghê quá. Ghê quá. Mà tội nghiệp đội tôi quá. Venezuela chính xác, mất một người rồi. Ấn Độ mặc dù cũng có nhiều người đẹp đăng quang trong các cuộc thi lớn nhưng không nằm trong top 5. Còn lại Brazil và Việt Nam. Ủa em ơi, em đâu em? Về chỗ. Em ơi, em đi đâu? Đi về chỗ. Venezuela là đứng đầu tiên luôn trong top 5. Bởi vậy mới được mệnh danh là một cường quốc của các hoa hậu. Còn lại hai đáp án Brazil và Việt Nam. Chúng ta xem nha. Anh Tiết Cương còn tự tin không? Thấy cũng hơi... hơi béo không? Hơi phân... hơi phân... hơi phân tâm rồi đó nghe. Bởi vậy nãy mà nghe lời mấy em nó qua Venezuela đứng là mình yên tâm rồi. Thôi, tôi thích đứng đâu tôi đứng à. Để coi, để coi. Đáp án Brazil và Việt Nam thế nào? Xin mời. Đẹp Tiết Cương, đẹp Tiết Cương. Yeah! Việt Nam. Thấy chưa các tường? Việt Nam thấy năm, chưa? Năm. Chúc mừng, và Việt Nam là đứng thứ 5 luôn đó anh Cương. Nhưng mà cũng rất là hạnh diện đúng không? Chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy những người đẹp của Việt Nam khi đi đến với những cuộc thi sắc đẹp của quốc tế thì các bạn ấy cũng đạt được những danh hiệu, ví dụ như là Hội Anh Nhe vào top 5, rồi Phương Khánh được Hoa hậu trái đất và những người đẹp khác nữa. Chính vì vậy, cái bản đồ mà xếp hạng nhan sắc của Việt Nam đã được thăng hạng trên bản đồ thế giới. Sao đổi tướng luôn vậy? Mém chút bị đè là đi, chỉ cần que được thôi. Mém chứ sao mà bị quéo, quéo rồi chứ, nói chứ cũng có quéo chứ phải không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại người bạn mà vừa mới chia tay chúng ta xong. Xin mời, kết nối với căn phòng trống. Thôi, đứng một mình thôi. Em ơi, buồn không? Dạ, mấy câu đầu em đã vô đây rồi. Không sao em, đường còn dài lắm. Yên tâm đi bé, anh sẽ giúp em quay trở lại với đồng đội. Dạ, em hy vọng là anh Tiết Cương cứu được em và em sẽ quay lại đó. Yên tâm. Rồi. Mọi người ơi, mọi người cố lên nha mọi người.